Tổng hợp những thông tin nóng hổi nhất trong dòng chảy tin tức quốc tế, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh youtube tin tức Việt. Và sau đây sẽ là nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Nga, Trung Quốc giải quyết xong các tranh chấp biên giới Đại sứ xét nêu quan điểm Ukraine chỉ có thể gia nhập NATO khi có đường biên giới ổn định Quốc tế nổi bật, ông Zelensky rút lời hứa Ukraine muốn có 160 máy bay chiến đấu F-16 từ phương Tây viễn cảnh đồng nhân dân tệ xoán ngồi đô la mỹ thủ tướng hungary nêu lối thoát duy nhất cho xung đột nga ukraine điểm mù của eu ở châu phi Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow và Bắc Kinh không có yêu sách lãnh thổ nào đối với nhau và hai nước đã hoàn tất phân định biên giới vào năm 2008 và đang tuân thủ thỏa thuận đó. Bà Maria Zakharova đã bác bỏ các đồn đoán rằng Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với đảo Bolshoi Usoriki của Nga ở sông Amur, Trung Quốc, gọi là Hắc Long Giang. Trong một thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, bà Zakharova viết, nga và trung quốc có chung quan điểm rằng vấn đề biên giới giữa hai nước đã được giải quyết hai bên đã nhiều lần xác nhận không có yêu sách lãnh thổ nào đối với nhau việc giải quyết vấn đề đường biên giới là kết quả nhiều năm nỗ lực của cả hai bên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã đề cập tới Hiệp ước năm 2005, phân chia đảo Bolshoi, Usoriksky và việc phân định biên giới dài 4.300 km giữa hai nước vào năm 2008. Tuyên bố trên là để phản hồi thông tin xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông ở Nga cũng như ở phương Tây rằng bản đồ mới năm 2023 của Trung Quốc vừa được phát hành đầu tuần này đã thôn tính phần đảo Bolshoi, Usoriksky của Nga đảo Bolshoi Usuriki có tổng diện tích là hơn 250 km vuông, nằm trên sông Amur, Hắc Long Giang, ở Nga và Trung Quốc. Nó nằm ở giữa giao điểm của hành lang vận tải quốc tế Viễn Đông và Đông Bắc Trung Quốc. Theo nhận định danh giới năm 2008, Nga giữ khoảng 2 phần 3 diện tích đảo và phần còn lại được chuyển giao cho Trung Quốc. Phần đảo của Trung Quốc hiện được gọi là Hezazi và thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Một số hãng tin bao gồm Newsweek đã suy đoán rằng bản đồ này là bằng chứng cho sự bất hòa giữa Nga và Trung Quốc và chỉ ra rằng Moscow thiếu tuyên bố chính thức về việc xuất bản bản đồ. Một số chính phủ khác đã phản nàn về bản đồ của Trung Quốc, bao gồm Malaysia, Philippines và Ấn Độ. Đại sứ Séc tại NATO cho rằng Ukraine chỉ có thể trở thành thành viên liên minh quân sự này khi biên giới đất nước ổn định. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine phải chấm dứt trước khi Kiev có thể gia nhập NATO. Đại sứ Séc tại khối quân sự do Mỹ đứng đầu, Jakub Landowski, nói với Bloomberg. Ông Landowski nói thêm rằng, với tư cách thành viên, có thể không yêu cầu một hiệp ước hòa bình chính thức giữa hai nước láng giềng, nhưng biên giới của Ukraine phải rõ ràng. Bên duy nhất chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi biên giới sẽ nằm ở đâu là Ukraine không ai từ bên ngoài có thể bình luận về điều đó. Theo ông Ladosky, hệ thống chính trị của Ukraine cũng phải khớp với hệ thống chính trị của các thành viên trong khối. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng điều đó cuối cùng sẽ tùy thuộc vào việc ký ép quyết định khi nào cuộc xung đột với Nga sẽ kết thúc. Quốc tế nổi bật, ông Zelensky rút lời hứa Trước đó, ở đầu nhiệm kỳ Tổng thống vào năm 2019, ông Zelensky đã tuyên bố rằng ông không có ý định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông Zelensky rút lời hứa, Tổng thống Ukraine Zelensky vừa lên tiếng cho rằng ông không loại trừ khả năng sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai nếu cuộc bầu cử được tổ chức ở nước này vào năm 2024. Ông Zelensky cho rằng việc bầu cử không thể được tổ chức ở Ukraine trong thời gian thiết quân luật, nhưng luật pháp có thể được thay đổi. Theo Hiến pháp Ukraine, cuộc bầu cử tổng thống ở nước này sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2024. Trước đó, ở đầu nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2019, ông Zelensky đã tuyên bố rằng ông không có ý định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông Tastin chính thức xin Hoàng gia Thái Lan ân xá. Bộ trưởng Tư pháp sắp mãn nhiệm của Thái Lan vừa đưa ra thông báo cựu Thủ tướng Thái Lan đã đệ đơn xin Hoàng gia ân xá. Ông Thastin đã trở về Thái Lan sau 17 năm sống lưu vong ở nước ngoài kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Ông Thastin đang phải thụ án 8 năm tù với cáo buộc lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích sau khi trở về vào tuần trước sau 15 năm lưu vong. Thủ tướng Nhật Bản tự tin với hải sản nước mình. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa đưa ra lời cam kết sẽ tìm giải pháp đối với lệnh cấm nhập khẩu hải sản mà Trung Quốc đưa ra với nước này trong chuyến thăm và tiếp xúc với người dân tại chợ cá Tojosu, một chợ hải sản tại Tokyo. Ông Kishida đã không ngần ngại thử ăn món bạch tuộc nhập từ vùng Fukushima. Trung Quốc hiện là nước phản đối mạnh nhất về kế hoạch sản nước thải và đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu toàn diện với tất cả các loại thủy sản của Nhật Bản. Beirut chỉ trích NATO tổng thống belarus alexander lukashenko vừa lên tiếng cho rằng các nước nato đang kiên trì thúc đẩy chính sách mở rộng liên minh và tiến hành các cuộc tập trận khiêu khích gần biên giới belarus ông alexander lukashenko cũng đã nhấn mạnh ba lan và các nước vùng baltic không có quyền phàn nàn về việc các tay súng wagner ở belarus chừng nào vẫn còn một quân nhân nước ngoài hiện diện trên lãnh thổ của các quốc gia này anh có bộ trưởng quốc phòng mới Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa quyết định bổ nhiệm bộ trưởng an ninh năng lượng thay thế ông Gulyaszi làm bộ trưởng quốc phòng. Ông Gulyaszi đã từ chức sau 4 năm đảm nhận cương vị bộ trưởng quốc phòng và dự kiến rút khỏi vai trò nghị sĩ quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới để theo dõi những dự định khác của ông. Gabon có tổng thống lâm thời những người lính nổi loạn ở gabon đã tuyên bố chỉ huy lực lượng bảo vệ cộng hòa của họ là sẽ tổng thống lâm thời gabon ông là anh họ của tổng thống ondiba hiện ông là tổng thống ali bongo đang bị quản thúc tại gia Tổng thống Ali Bongo, 64 tuổi, đã phục vụ hai nhiệm kỳ kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2009 sau cái chết của cha ông, người đã cai trị đất nước trong 41 năm. Tổng thống lâm thời Gabon từng là vệ sĩ của cố tổng thống Bongo, cũng là người đứng đầu cơ quan mật vụ vào năm 2019 trước khi trở thành người đứng đầu lực lượng vệ binh cộng hòa. Mỹ không hài lòng với chính phủ lâm thời Gabon Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Miller vừa lên tiếng khẳng định, Mỹ phản đối mạnh mẽ việc quân đội Gabon nắm giữ quyền lực hoặc chuyển giao quyền lực vi hiến. Chính phủ Mỹ kêu gọi những người có trách nhiệm phải trả tự do và đảm bảo an toàn cho các thành viên chính phủ Gabon và gia đình họ. Mỹ cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tôn trọng nhân quyền, cũng như giải quyết các mối quan ngại của mình một cách hòa bình thông qua đối thoại. Ukraine muốn có 160 máy bay chiến đấu F16 từ phương Tây. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng Kiev cần khoảng 160 máy bay chiến đấu F-16. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết nước này đã đồng ý với các đồng minh về việc cung cấp 50 đến 60 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất cho Kiev. Tuy nhiên, Ukraine cần khoảng 160 máy bay để có một lực lượng không quân hùng mạnh ngăn chặn nga chi phối không phận. Trả lời phóng viên đài truyền hình của Bồ Đào Nha, Tổng thống Zelensky nói rằng F-16 cần thiết không phải cho cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine mà để bảo vệ dân thường và các hành lang nhân đạo ở Biển Đen và Biển Azov, ông Zelensky dự kiến các máy bay chiến đấu sẽ hoạt động trên bầu trời Ukraine vào đầu năm tới. thừa nhận rằng quá trình này rất phức tạp vì nó đòi hỏi phải đào tạo phi công, kỹ sư và bảo trì chuyên biệt. Trước đó, người phát ngôn lực lượng không quân Rudy Inat cho biết Ukraine cần 128 máy bay chiến đấu hiện đại để thay thế hoàn toàn phi đội máy bay cũ. Theo ông Inat máy bay F-16 có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga hiện nay, mang lại cho Kiev ưu thế trên không rất cần thiết ở các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát. Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã cam kết cung cấp hàng chục chiếc F-16 cho không quân Ukraine. Các phi công, kỹ sư và kỹ thuật viên người Ukraine đã bắt đầu khóa đào tạo kéo dài 6 tháng về máy bay F-16 ở Đan Mạch, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Mỹ cũng đã cam kết tham gia các nỗ lực huấn luyện cho Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 25 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan nói rằng việc chuyển giao F-16 cho Ukraine có thể mất từ 6 đến 8 tháng do phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết trước khi máy bay chiến đấu được đưa tới Ukraine. Mặc dù có nhiều hy vọng nhưng viễn cảnh đồng nhân dân tệ xoắn ngôi đô la Mỹ vẫn quá xa vời. Việc sử dụng đồng tiền quốc gia Trung Quốc đồng nhân dân tệ trong các giao dịch quốc tế ngày càng trở nên đáng chú ý, nhưng vị thế của đồng đô la Mỹ vẫn không thể lai chuyển. Theo cộng đồng các ngân hàng Hà Lan, việc đồng nhân dân tệ Trung Quốc dần mạnh lên trong hệ thống tài chính toàn cầu đang làm giảm sức mạnh của các loại tiền tệ hàng đầu khác, chứ không phải đồng đô la. Các thỏa thuận thanh toán song phương và những hiệp định thương mại xuyên biên giới của Trung Quốc đã củng cố đáng kể vị thế của đồng nhân dân tệ, trong khi năm 2010 nó chỉ chiếm 0,03% luồng thanh toán toàn cầu thì vào tháng 7 năm 2023, con số này đã vượt qua 3% theo dữ liệu thể hiện trong mạng lưới thanh toán. Trong một báo cáo tuần trước, sự tăng giá của đồng nhân dân tệ dường như đang gây áp lực lên các loại tiền tệ khác như bảng Anh nhưng bất chấp khó khăn, đô la Mỹ vẫn là đồng tiền chính trong thương mại toàn cầu. Sự trỗi dậy của các nước mới nổi và các thị trường mới nổi khác có thể tạo ra nhu cầu tự nhiên hơn về các lựa chọn thay thế cho đồng đô la Mỹ, nhưng điều này vẫn chưa xảy ra. Hiện tại, tỷ trọng giao dịch thông qua ngân hàng bằng đồng đô la Mỹ vẫn tương đối ổn định, đứng ở mức 46,5% trong tháng 7 và 42% trong nửa đầu năm 2023, so với 41% vào năm 2022 và 44% vào năm 2015. Trong khi đó, việc sử dụng đồng Euro trên hệ thống thanh toán đạt mức thấp kỷ lục 24,4% vào tháng trước. Dữ liệu gần đây xác nhận sức mạnh của đô la Mỹ ngay cả khi nó phải đối mặt với những nỗ lực phi đô la hóa sâu hơn và luận điệu chống đồng tiền của Mỹ ngày càng tăng từ khối thị trường mới nổi, bài báo nói thêm. Trung Quốc đang dần tạo ra giải pháp thay thế của riêng mình nhằm loại bỏ cơ cấu do phương Tây thống trị bằng cách tạo ra khái niệm hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế theo các hệ thống thanh toán và nhắn tin tài chính của phương Tây chiếm lượng giao dịch nhiều gấp 40 lần so với của Trung Quốc. Do vậy, đồng nhân dân tệ chưa thể đạt được vị thế như Bắc Kinh mong đợi. Thủ tướng Hungary Orbán cho rằng đưa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng là con đường duy nhất để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Trả lời phỏng vấn trong tuần này, Thủ tướng Hungary Orbán khen ngợi chính sách đối ngoại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và hiện cũng là ứng viên trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Mặc dù ông Trump đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự, nhưng Orbán cho rằng việc ông Trump tái đắc cử có thể sẽ là lối thoát duy nhất cho xung đột Nga-Ukraine. Ukraine không thể đánh bại Nga trên chiến trường, họ sẽ nhanh chóng cạn kiệt nhân lực. Quân đội Nga mạnh hơn, đông hơn Ukraine. Hãy đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng, ông ấy có thể cứu phương Tây, Thủ tướng Orbán nói. Ông giải thích ông Trump không khơi mào bất cứ cuộc chiến mới nào đối xử tử tế với cả Nga, Trung Quốc và Triều Tiên. Về phần mình, ông Trump nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Trước khi đến phòng bầu dục, tôi sẽ kết thúc cuộc chiến thảm khốc giữa Nga và Ukraine. Tôi sẽ giải quyết vấn đề và tôi sẽ giải quyết nó một cách nhanh chóng và tôi sẽ không mất quá một ngày, ông Trump nói hồi tháng 3. Cựu chủ nhân Nhà Trắng cho biết ông sẽ thuyết phục ở Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky đã được thỏa thuận chỉ trong vòng một ngày. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky từng bác tuyên bố này của ông Trump. Ông Trump từng có 24 giờ như vậy khi còn nắm quyền, thời điểm chúng tôi đang trải qua xung đột với phe ly khai ở miền Đông, nhưng ông ấy đã dành thời gian cho những ưu tiên khác, ông Zelensky nói. Ông cũng nhấn mạnh chấm dứt chiến sự không đồng nghĩa với việc nhượng bộ về lãnh thổ quan điểm của ông Trump, ứng viên tổng thống sáng giá của Đảng Cộng hòa, làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ có thể cắt hoặc giảm viện trợ cho Ukraine và gây sức ép Kyiv ngồi vào bàn đàm phán với Moscow theo các điều kiện có lợi cho Nga nếu ông tái đắc cử. Mỹ là nước viện trợ lớn nhất cho Ukraine, ước tính Washington đã chi hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Kyiv kể từ khi xung đột Ukraine Nga nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái nhà lãnh đạo Hungary tin rằng Mỹ là nước duy nhất có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng cách ngừng viện trợ cho Kiev. Ông cũng nhấn mạnh phương Tây nên tìm kiếm một thỏa thuận với Nga về cấu trúc an ninh mới của Ukraine, không bao gồm việc trao lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea cho Kiev cũng như cam kết không kết nạp Ukraine và NATO. Theo ông Orbán, Ukraine lẽ ra có thể gia nhập NATO vào năm 2008, theo đề nghị của Mỹ, nhưng ý tưởng này đã bị các đồng minh châu Âu gạt đi. Thời điểm đó, Ukraine thực sự có cơ hội vào NATO, nhưng đã bị từ chối. Hiện giờ cánh cửa đó đã đóng lại, ông Orbán cho biết. Ông lập luận, Nga đã mạnh hơn và phương Tây sẽ không chấp nhận rủi ro kết nạp Ukraine. Về phía Ukraine, giới chức nước này nhiều lần tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 của Ukraine, trong đó có bán đảo Crimea. Châu Phi đối mặt với nhiều năm bất ổn có nguy cơ làm chạch hướng các nỗ lực của EU và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn nhằm giải quyết vấn đề bạo lực thánh chiến. Theo bình luận của mạng tin châu Âu ngày 30 tháng 8, các cuộc đảo chính mới nhất ở châu Phi đã phơi bày một số sự thật khó chịu. Châu lục này đang ngày càng bất ổn và EU không những không thể hoặc không sẵn sàng giúp đỡ, mà thậm chí có lẽ còn không đánh giá đầy đủ về tình hình thực tế. Châu Phi hiện đã chứng kiến 33 cuộc đảo chính quân sự trong 33 năm và ít nhất 45 trong số 54 quốc gia trên khắp lục địa châu Phi đã trải qua ít nhất một cuộc đảo chính kể từ năm 1950 như dữ liệu phân tích chỉ ra. Một số cuộc đảo chính được cho là đã có dấu hiệu rõ ràng trước khi xảy ra, tuy nhiên phương Tây dường như luôn bị bất ngờ trước một lục địa mà các quan chức EU gọi là châu lục đối tác hay anh em. Sự kiện mới nhất là ở Gabon, nơi một nhóm nghị sĩ, sĩ quan quân đội cấp cao xuất hiện trên truyền hình quốc gia ngày 30 tháng 8 và cho biết họ đã nắm quyền sau khi cơ quan bầu cử bang thông báo rằng Tổng thống Ali Bongo đã giành được nhiệm kỳ thứ ba. Đáng lẽ điều này không phải là một bất ngờ lớn, gia đình ông Bongo đã giữ chức Tổng thống trong hơn 55 năm và cuộc bầu cử vào cuối tuần trước, giống như những cuộc bầu cử vào năm 2019, đã diễn ra rất nhanh chóng, mặc dù bị nhiều người cho là gian lận. Một âm mưu đảo chính vào đầu năm 2019 cũng đã bị thất bại. Một yếu tố khác có thể là những cuộc đảo chính gần đây ở Niger và Burkina Faso đã khuyến khích quân đội carbon nghĩ rằng họ có thể thành công. Hiện vẫn còn phải xem liệu hiệu ứng domino có tiếp tục và có khiến cho cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi lo ngại và từ bỏ khả năng can thiệp vào Niger hay không. Cameroon và Congo, những quốc gia láng giềng mà phương Tây coi là có tổng thống nắm quyền lâu năm, với những dấu hiệu gian lận bầu cử trong nhiều thập kỷ và vấn đề tham nhũng nổi lên có nguy cơ là những quân Dimino tiếp theo. Dù bất kỳ kịch bản nào, châu Phi rõ ràng phải đối mặt với nhiều năm bất ổn trên toàn khu vực và điều đó có nguy cơ làm chạch hướng các nỗ lực của EU và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn nhằm giải quyết vấn đề bạo lực thánh chiến. Điều đó thậm chí còn có tác động lớn hơn đối với chiến lược kiểm soát di cư của EU ở Bắc và Châu Phi cận với Sahara. Việc cáo buộc đảo chính dễ dàng xảy ra và thành công cũng là một dấu hiệu cho thấy sự hạn chế của châu Âu. 20 năm trước, Pháp đã có khả năng can dự, tuy nhiên giờ đây tình cảm chống Pháp quá mạnh ở Seoul và Tây Phi đến nỗi Paris bất lực. Điều này và sự hỗn loạn trong khu vực tạo cơ hội cho tập đoàn quân sự tư nhân quang đường Nga xâm nhập. Các nhóm cực đoan có liên hệ với tổ chức nhà nước hồi giáo và Ouïda đã lan rộng ở khu vực Sahel, đặc biệt ở Mali, Niger và Burkina Faso trong những năm gần đây, khiến khu vực này ngày càng bất ổn. Phát biểu với báo giới ở Toledo, Tây Ban Nha, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, toàn bộ khu vực bắt đầu từ Cộng hòa Trung Phi, sau đó là Mali, rồi Burkina Faso, bây giờ là Niger, có thể Gabon đang ở trong tình thế rất phức tạp. Đối với châu Âu, đó là một vấn đề lớn, ông Budin lưu ý. Trong khi các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU đang nỗ lực đánh giá tình hình và tìm ra giải pháp ngăn ngăn chặn tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng ở Tây Phi và khu vực Sahel rộng lớn hơn, thì có một câu hỏi lớn hiện ra, tại sao EU có quá ít đánh giá về tình hình ở đây và cả ở các khu vực khác? là bản chiến lược của EU, chiến lược quân sự đầu tiên của khối, nhằm khắc phục điều này bằng cách đưa ra đánh giá mối đe dọa chung và cam kết hành động chung về các xu hướng an ninh ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Năm ngoái, ông Putin đã gây tranh cãi khi công khai chỉ trích các đại sứ của EU không phát triển được các mối liên hệ, liên kết chính trị và mạng lưới tình báo. Cơ quan đối ngoại của EU là một tổ chức non trẻ, vốn vẫn đang tìm được chỗ đứng ở nhiều nước. Nhưng sự thật là EU chắc chắn sẽ phải dựa vào thông tin tình báo của các quốc gia thành viên nếu không có cơ quan tình báo của riêng mình. Thật không may, khó tránh khỏi kết luận rằng về mặt ngoại giao và tình báo, người mù đang dẫn dắt người mù trong trường hợp này. Đến đây, thời lượng của video cũng đã hết. Quỳnh Anh xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị và các bạn đã chọn nghe thông tin từ kênh tin tức Việt kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và niềm vui mời quý vị chuyển sang các nội dung kế tiếp đang hiển thị ở trên màn hình